Bố đẻ bé trai 6 tuổi bị mất tích ở Quảng Bình, lên tiếng xác nhận gia đình vẫn chưa tìm được bé, hình ảnh ở Hà Nội và Hải Dương cho là giống cháu bé nhưng thực chất không phải. Liên quan đến sự việc nghi án bắt cóc trẻ em tại Quảng Bình gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua, mới đây trên nhiều diễn đàn đã chia sẻ hình ảnh một bé trai ngồi trên xe máy đang khóc được chụp tại long biên có đặc điểm gần giống với bé trần trung nghĩa bị mất tích ở quảng bình kèm theo dòng trạng thái gia đình đã xác nhận đó là cháu nghĩa ở một diễn biến khác cộng đồng mạng cũng truyền tay nhau những bức hình được cho là gần giống với cháu nghĩa kém lời nhắn công an tỉnh hải dương vừa phát hiện một em bé rất giống với em bé bị bắt cóc ở quảng bình theo đó để xác nhận hai thông tin trên pv đã liên hệ đến gia đình cháu bé để tìm hiểu thực hư câu chuyện chia sẻ với pv anh trần văn ất bố cháu bé ở xã quảng long quảng trạch quảng bình cho biết gia đình tôi có nhận được những thông tin hình ảnh về một bé trai rất giống với cháu nghĩa đang được hai người chở xe máy tại khu vực sài đồng long biên hà nội thế nhưng hình ảnh cháu bé đó không giống với cháu nghĩa nhà tôi lắm còn một hình ảnh khác được chia sẻ ở hải dương cháu bé này cũng không phải là cháu nghĩa cũng theo anh ất kể từ ngày cháu nghĩa mất tích đến nay gia đình anh nhận được hàng nghìn cuộc gọi tin nhắn hình ảnh thông báo cháu nghĩa đang ở địa điểm này tuy nhiên khi gia đình anh tìm đến thì lại không phải cháu dù có chút mong manh hy vọng nhưng gia đình tôi cũng sẽ cố gắng để đi tìm cháu mong mọi người ai thấy cháu ở đâu hãy liên lạc giúp đến gia đình Giờ chúng tôi cũng chỉ cầu mong cơ quan chức năng sớm tìm ra cháu, mấy ngày nay cả nhà ai cũng mất ăn mất ngủ. Anh ất chia sẻ, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3 tháng 7, chị Dương Thị Thảo, mẹ cháu bé, đang chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Anh Trần Văn ất đang bận công chuyện nên để cháu nghĩa chơi ngoài sân một mình, một lúc sau chị thảo ra gọi bé nghĩa vào ăn cơm thì không thấy con trai đâu nữa dù có chút mong manh hy vọng nhưng gia đình tôi cũng sẽ cố gắng để đi tìm cháu mong mọi người ai thấy cháu ở đâu hãy liên lạc giúp đến gia đình giờ chúng tôi cũng chỉ cầu mong cơ quan chức năng sớm tìm ra cháu mấy ngày nay cả nhà ai cũng mất ăn mất ngủ anh ất chia sẻ Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3 tháng 7, chị Dương Thị Thảo, mẹ cháu bé, đang chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Anh Trần Văn Ất đang bận công chuyện nên để cháu Nghĩa chơi ngoài sân một mình. Một lúc sau, chị Thảo ra gọi bé Nghĩa vào ăn cơm thì không thấy con trai đâu nữa.